Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tuần 24 trang 25. Sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 11. Sự tích cây thì là. Bài tập số 1. Trong bài đọc cây cối kéo nhau lên trời để làm gì? Như vậy thì các em đọc lại bài đọc trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi này. Thì trong bài đọc cây cối kéo nhau lên trời để được đặt tên. Như vậy các em sẽ trả lời là trong bài đọc cây cối kéo nhau lên trời để được đặt tên. Như vậy trong bài đọc thì cây cối kéo nhau lên trời để được đặt tên. Rồi tiếp theo câu số 2. Để được trời đặt tên thì cái cây dáng mảnh khảnh, lá nhỏ xíu đã giới thiệu về mình như thế nào? Thì các em sẽ đọc lại cuộc trò chuyện giữa trời và cây nhỏ xíu để trả lời câu hỏi này. Thì để được trời đặt tên các cây dáng mảnh khảnh, lá nhỏ xíu đã giới thiệu về mình là khi nấu canh riêu hoặc làm chả cá, chả mực mà không có con thì mất cả ngon ạ. Mà không có con thì mất cả ngon ạ. Như vậy để được trời đặt tên, cái cây dáng mảnh khảnh, lá nhỏ xíu đã giới thiệu mình về mình là khi nấu canh riêu hoặc làm chả cá, chả mực mà không có con thì mất cả ngon ạ. Rồi tiếp theo bài tập số 3. Vì sao cây nhỏ có tên thì là, đánh dấu tiếp vào ô trống trước đáp án đúng. Vì cây nhỏ thích cái tên đó. Vì trời đặt tên cho cái cây như vậy. Vì cây tưởng trời đặt tên cho mình như vậy. Như vậy, vì sao cái cây nhỏ có tên là thì là? Thì các em hãy đọc lại phần cuối của câu chuyện để mà trả lời câu hỏi này. Thì ở phần cuối câu chuyện cho thấy cái cây nhỏ có tên là thì là. Vì cây tưởng trời đặt tên cho mình như vậy. Như vậy các em sẽ đánh dấu tiếp vào ô vuông vì cây tưởng trời đặt tên cho mình như vậy. Rồi tiếp theo câu số 4, viết 1 đến 2 câu về cây thì là ở trong câu chuyện sự tích cây thì là.
thì các em sẽ dựa vào câu chuyện để chúng ta viết về cây thì là. Thì các em có thể đặt viết câu về cây thì là trong câu chuyện Sự tích cây thì là như sau. Cây thì là một loài cây dáng mảnh khảnh. Lá nhỏ xíu. Trong lúc trời vẫn còn đang suy nghĩ tên cho cây, nó đã tưởng rằng trời đặt cho mình tên là thì là. Như vậy chúng ta có thể viết 1 đến 2 câu về cây thì là trong câu chuyện Sự tích cây thì là. Cây thì là một loài cây dáng mảnh khảnh, lá nhỏ xíu. Trong lúc trời còn đang suy nghĩ tên cho cây thì nó đã tưởng rằng trời đặt tên cho mình là thì là. Rồi tiếp theo bài tập số 5, viết tên các loài cây xung quanh em. Thì các em dựa vào sự hiểu biết của mình để mà viết tên các loài cây ở xung quanh mình. Ví dụ như là ở xung quanh các em thì có các loại cây như là cây hoa lan, hoặc là cây hoa hồng, hoặc là cây bàng. Có rất là nhiều loại cây xung quanh chúng ta. Thì các em sẽ dựa vào cái hiểu biết của mình, tức là các em sẽ nhìn xem xung quanh mình có những cái cây nào thì các em có thể là viết tên vào cho cái bài tập số 5 này. Ví dụ cô ví dụ như là các loài cây xung quanh em là. Cây hoa hồng. Rồi cây hoa lan. Hoặc là cây cây ổi. Hoặc là cây xoài. Vân vân. Thì có rất là nhiều cây. Các em xung quanh các em có những cây nào thì các em có thể viết tên của nó vào bài tập số 5 này. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.